Phó Giám đốc Lê Dương còn là con trai ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Bưởi. Theo kết quả điều tra của Công an huyện Định Quán, ngày 30 tháng 9, ông Lê Dương là người ký lệnh vận chuyển, điều động tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe khách biển số 50F00483 đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm đó, lái xe Hoàng Văn Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng từ ngày 5 tháng 8. Hậu quả đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết, 3 người bị thương. Hoàng Văn Tính đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 1 tháng 10. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân liên quan.